Năm nay em Trần Đăng Ca, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào lớp 1. Mỗi tuần em được sắp xếp các lớp học thêm tiền tiểu học như học tiếng Việt, học toán từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần. Lịch học nhiều khiến em không còn thời gian để vui chơi thỏa thích như các bạn đồng trang lứa. Em thấy các bạn đi chơi vui quá, em học mệt quá. Em không muốn đi chơi hè. Các khóa học tiền tiểu học vào dịp hè được các trung tâm thầy cô giáo tổ chức chiêu sinh rầm rộ. Chỉ với một cú đúp chuột với nội dung tiền tiểu học sẽ xuất hiện nhan nhản các bài viết tuyển sinh của các trung tâm của thầy cô giáo. Với nội dung các khóa học ghi rõ, học bồi dưỡng toán, tiếng Việt tiểu học, hành trang vào lớp 1, toán tư duy, toán nâng cao, luyện chữ đẹp. Và khi liên hệ với một số địa chỉ này thì không khỏi ngạc nhiên vì nhiều cơ sở đã kín lớp, đủ học sinh. Nếu có nhu cầu, phải đợi đến tháng sau hoặc tìm thêm học sinh mới mở lớp. Vâng, cái lớp này thì có thầy thứ 2 đến thứ 6 đấy mẹ ạ. Cô dạy được 3 tuần đấy đó. Rồi thì dư của con, dạ, con chỗ để cho thêm một bàn nữa cô. Dạ, khi sáng thì mới có một vài bé đến đăng ký học, nhưng mà nếu mà cô mà mở được lớp khác thì cô liên hệ với mẹ cháu. Trong vai là phụ huynh đang tìm lớp học thêm cho con, chúng tôi tìm đến một trong bốn cơ sở của trung tâm Vinakis Hà Tĩnh, nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh. Treo biển là đào tạo toán tư duy và kỹ năng sống. Tuy nhiên, trung tâm vẫn công khai dạy học văn hóa theo chương trình sách giáo khoa và có cả các chương trình dạy bán trú cho trẻ ở bậc tiểu học. Lớp học chật hẹp, ngột ngạt, bàn ghế, dụng cụ học tập đều không theo quy chuẩn. Trong khi mỗi lớp dạy từ 10 đến hơn 20 em, mỗi ngày tổ chức 3 đến 4 ca dạy và mức học phí không hề thấp. Khi chúng tôi đề cập đến việc có nên cho bé học sớm như vậy hay không, thì nhận được những câu khuyên nhủ như thế này. Bây giờ chuẩn bị đến lớp 1 thì cô nghĩ là bố mẹ nên áp lực. Ý là học dư thì 4 năm mới khỏe hơn. Nghĩa là bây giờ mà con học nhiều á, thì 4 năm đến lớp 1 bố mẹ cũng được áp lực, nên con cũng được áp lực. Biết là mẹ nhà mình là thua thì chữ cái với cả đâu viết quá hay là chi chất. Chưa? Không có việc nữa mẹ. Chữ cái và đến chi chất thuộc là nguy hiểm lắm. Thực tế trên cho thấy, học thêm, dạy thêm trong dịp hè diễn ra rất phổ biến. Nhưng theo các chuyên gia tâm lý, cách sử dụng quỹ thời gian cho dịp nghỉ hè với lịch học dày đặc như vậy không mang lại kết quả tốt, thậm chí còn gây sự trở ngại trong phát triển trí tuệ, tâm sinh lý của trẻ vì trái với quy luật sinh học, xã hội.